Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Dạo này bị thích laptop các bạn ạ. Và đặc biệt với những con laptop nó siêu xịn 40 củ thì mình lại càng thích. Đây là Asus ZenBook Flip S. Cái phiên bản có thể nói là mới nhất, xịn nhất, max option nhất. Và cái phiên bản này của mình có cấu hình có thể nói là cũng cao cấp nhất, với Core i7 Gen 11, 16GB RAM. Và cái quan trọng là màn hình 4K, nhưng là 4K OLED cơ các bạn. Uầy, thề. Chúng ta đã trải nghiệm quá nhiều những cái màn hình OLED của điện thoại. Kích thước đâu đó tầm vài inch, 6 inch, 7 inch. Cùng lắm là màn hình khoảng bao nhiêu? 12 phẩy mấy inch của con Tab S7 Plus là nó cũng thuộc dạng ghê gớm lắm rồi. Nhưng đấy, các bạn cứ thử tưởng tượng với một cái màn hình kích thước chỉ vào khoảng tầm 13 inch hơn. Đồ vật là màn hình 4K, nó lại còn là OLED nữa. Wow. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá và chia sẻ những cảm nhận và những cái trải nghiệm của mình nhanh thôi về con laptop này, để xem có xứng đáng hay là không nhá. Nói luôn, cực kỳ xứng đáng dành cho những vị doanh nhân nhiều tiền và muốn chăm sóc đôi mắt của mình một cách cẩn thận. Tại vì mình nói thật nhá, phần lớn các bạn xem kênh của mình sẽ không mua con laptop này bởi vì mức giá nó quá cao, hơn 40 triệu, và nó là một cái con kiểu mỏng gọn nhẹ để mà sử dụng hàng ngày. Cái phiên bản mình nghĩ rằng sẽ bán tốt hơn ở Việt Nam sẽ là phiên bản sử dụng cái màn hình với tấm nền chỉ là Full HD. Và theo như mình được biết vẫn là Full HD và nó là OLED luôn đấy. Và nó cũng là dòng ZenBook Flip S này để các bạn có thể viết vẽ và phác họa trên cái màn hình này một cách rất là thú vị. Bởi vì bên trong chúng ta cũng được tặng kèm thêm một cái bút ở đây, bút Asus Pen. Cái bút này thì nó sẽ giúp các bạn có thể take note này, viết vẽ và thao tác được rất nhiều thứ thú vị trên cái màn hình này. Và cái màn hình nó đã đẹp rồi, nó đã to rồi, nó đã mượt rồi, thêm quả bút nữa thì lên tới nóc luôn, chứ không phải là lên tới đỉnh nữa các bạn ạ. Đỉnh của nóc luôn ấy. Ví dụ như nhà mình là đỉnh thì vợ mình là nóc ấy. Ui. Mình là đỉnh thì vợ mình là nóc ấy. Ui. Tuy nhiên thì các bạn cũng sẽ cần phải lưu ý là doanh nhân thì sẽ cần có một vài những thứ nhỏ nhỏ khác. Ví dụ như là ở công ty thì cần phải sử dụng cái mạng LAN ấy. Thì con này không có. Asus cũng được tặng kèm thêm một cái dongle từ USB-A ra dạng mạng LAN. Hoặc là doanh nhân thì không mấy khi nghe nhạc, nhưng mà nếu mà doanh nhân nào mà nghe nhạc thì chúng ta cũng có cổng USB-C ra jack cái tai nghe 3.5mm. Không thể hiểu nổi cái laptop bỏ jack cắm tai nghe 3.5mm. Mới đầu mình nhìn có gì đó sai, nhưng mà nhìn bên trong tặng kèm thì đúng thật là Asus chơi lầy quá. Nhưng mà thôi, đấy là những cái mà ban đầu các bạn sẽ nhìn vào cái laptop này nhá. Rồi, tặng kèm một cái rất xịn sò thì sẽ là một cái bao đựng. Cái này thì bằng bên ngoài chắc là vật liệu gì đó, mình cảm giác như được chống nước, và bên trong được bọc những cái lớp mềm bọc nhung như xịn lắm các bạn ạ. Nói chung mấy cái đồ phụ kiện được tặng kèm cho những cái món đắt tiền như thế này thì lúc nào nó cũng xịn. Thôi, bây giờ quay trở vào với cái laptop này của chúng ta thì nó đẹp quá các bạn. Thề, nó đẹp thực sự luôn. Nó đẹp từ quả mặt trước đây. Ui, viền màn hình hai bên các bạn nhìn thấy không? Nó mỏng một cách đáng sợ luôn. Mỏng gần như là mỏng ngang Dell XPS, mà có khi mỏng hơn luôn, không biết. Nhưng mà thực sự là nó quá mỏng luôn. Tại vì lâu lắm mình không sờ mấy con Dell XPS như nào, nên mình không rõ bây giờ ra sao, nhưng mà quá mỏng. Viền trên thì nó dày hơn một tí, tại vì nó chứa cái webcam và chứa thêm hai cái micro để giúp các bạn có thể đàm thoại và thu âm một cách tốt hơn. Doanh nhân mà, họp hành các thứ, gọi điện thoại rồi các thứ từ xa rất là nhiều, thế nên là hệ thống micro như này là một điều vô cùng quan trọng. Thậm chí Asus còn được tích hợp luôn vào đây cái chế độ gọi là AI Noise Cancelling Mic, để giúp cho doanh nhân có thể đàm thoại trong những cái môi trường có thể nói nhiều tiếng ồn các thứ một cách tốt hơn. Thì đây cũng đều là những cái nhỏ cộng thêm. Thế nhưng có một thứ mà mình chưa ưng lắm các bạn, đó là cái phần cạnh bên dưới này, chúng ta còn bị quá dày. Như thế thì nên cái trọng tâm của cái màn hình sẽ được đẩy lên cao. Các bạn khi mà nhìn vào cái màn hình này thì đỡ phải cúi hẳn xuống, kiểu vậy. Thì nói chung là người thích người không thích thì mình cũng sẽ bỏ qua luôn nhá. Màn hình này thì nó sẽ có thể gập được 360 độ bởi vì nó là dòng ZenBook Flip. Gập như thế này để các bạn có thể sử dụng nó như một máy tính bảng, hoặc chúng ta có thể dùng bút để mà viết vẽ lên trên cái màn hình này. Cầm viết ui, doanh nhân triệu đô. Nhưng mà mình ý, không đến cái tầm đấy thì thôi bỏ qua nhá. Rồi, máy thì thiết kế chắc chắn là full 100% bằng kim loại rồi, các bạn có thể thấy rất mỏng, rất gọn và rất nhẹ, trọng lượng chỉ là 1.2kg mà thôi. Và hoàn thiện của cái máy này thì không có điều gì để mà chê, ở bất cứ một góc cạnh nào đó thì mình đều thấy nó thực sự rất là đẹp. Và nếu như bạn để thật kỹ, những cái đường vát ở đây còn được mạ lên một cái lớp màu đồng lên kết hợp với cả màu đen, nhìn nó lại càng trở nên sang trọng hơn. Và nói chung là ok, bản lề cũng cứng cáp, chắc chắn xịn rồi.
dòng ZenBook Flip thì luôn luôn làm những cái thứ này rất là tốt. Rồi thì đó là những cái ngoại quan về bên ngoài. Thì bây giờ mình sẽ nói tập trung chính vào cái màn hình nhé. Màn hình nó là một cái gì đấy nó quá khác biệt đi. Màn hình này thì thứ nhất là nó có hỗ trợ HDR. Thế nhưng mà những cái nội dung HDR khi các bạn xem trên YouTube thì nó không được thực sự được hỗ trợ tốt trên con này, khi mà nó sẽ vẫn bị cháy. Và cái lời khuyên của mình là trong cái quá trình các bạn sử dụng bình thường hàng ngày thì nên tắt HDR đi, nó sẽ cho các bạn một trải nghiệm tốt nhất. Và đương nhiên với cái màn hình OLED như thế này thì độ sáng của nó là quá cao, độ tương phản của nó là tuyệt đối. Mình dùng từ là tuyệt đối nhá, không có một cái màn hình nào có thể đen hơn được cái màn hình OLED cả. Và nếu như ở đây mình sẽ có một vài tấm hình demo với cả một cái màn hình IPS thì các bạn có thể thấy là cái màu đen á, màn hình OLED nó là quá khác biệt và nó tạo ra một cái độ sâu và nó thực sự là tuyệt vời để giúp các bạn trải nghiệm xem phim, giải trí, thậm chí làm việc đều ok. Màn hình này thì có độ phủ màu thì không có điều gì để phải bàn cãi. Độ chính xác về màu thì nó là một dấu chấm hỏi, tại vì màn hình OLED mà, rực rỡ thì nó là một cái điều gì đấy rất là kinh khủng rồi. Và nói thật với các bạn là nếu như ai mà muốn sử dụng cái màn hình này để làm việc liên quan đến đồ họa thì chúng ta chỉ cần cân màu lại là đảm bảo nó sẽ mang lại một trải nghiệm quá tuyệt vời. Bởi vì cái độ rộng về màu sắc nó có thể hiển thị là nó cực kỳ ấn tượng. Màn hình này thì hiển thị được 10 bit màu luôn, 10 bit màu native luôn ấy. Nên là nói chung là khỏi phải nghĩ đi. Và nhìn cái màn hình này xong thì mình chợt nhận thấy là bất cứ một cái màn hình nào mình đang sử dụng, màn hình máy tính studio là 4K IPS, màn hình ở nhà là 2K IPS 165Hz, màn hình của MacBook M1 là IPS 2K, không có một cái tuổi gì so sánh với màn hình của con này cả, tại vì nó siêu đẹp. Thôi, nhưng lưu ý chỉ có 60Hz, thế nên là nếu như các bạn muốn chơi game chắc là cũng bỏ ý định đấy đi. Mà thực sự thì với một con laptop mỏng gọn nhẹ như này thì không có ai chơi game, doanh nhân cũng làm gì có thời gian chơi game, thôi cũng bỏ qua nhá. Chung trải nghiệm trên màn hình nó là một thứ quá ấn tượng và quá khác biệt. Còn về hiệu năng thì Asus ZenBook Flip S phiên bản mình đang có ở đây thì max option với Core i7-1165G7 16GB RAM, nhưng bớt lên tới là 4267MHz. Và nhờ cái bus RAM rất cao như thế này thì chúng ta sẽ có những cái lợi thế về mặt xử lý đồ họa, bởi vì con card đồ họa tích hợp là Iris Xe Graphics nó cũng được hưởng lợi rất lớn ở cái chi tiết này. Chạy thì chắc chắn sẽ là dual channel rồi, nên là hiệu năng sẽ được khai thác một cách tối đa. Và trong một vài những bài test thì con này có thể ăn tối đa lên tới khoảng hơn 40W điện, và nó sẽ giúp các bạn có thể xử lý những công việc nặng trong một khoảng thời gian ngắn rất là tốt. Nói chung hiệu năng thì mình sẽ không đi sâu vào con ZenBook Flip S này, chỉ có thể nói một điều là nó quá mạnh để giúp các bạn có thể phục vụ được tốt những cái nhu cầu hàng ngày. Nhưng dẫu sao nó vẫn là một cái Ultrabook. Không, nó vẫn là một cái laptop Evo. Con này là laptop Evo rồi, không phải còn là Ultrabook nữa. Thì nó sẽ vẫn có những cái giới hạn nhất định của nó dành cho mọi người, nên hãy lưu ý thật kỹ ở cái chi tiết này nhá. Và một điều cuối cùng nữa, con này mỏng như thế, nó nhẹ như thế, nhưng nó vẫn đầy đủ các cổng kết nối. Ví dụ như bên phải các bạn có cổng A, bên trái các bạn có hai cổng Thunderbolt 4, chúng ta có luôn thêm cả một cổng HDMI full size. HDMI full size các bạn nhá. Vãi cả trường luôn, trong một thân hình nó mỏng như thế này. Rồi bàn phím cũng cho hành trình gõ khá là quen thuộc rồi, cái đấy thì mình không cần phải review. Hay là trackpad thì nó khá là dài. Đương nhiên trackpad này chúng ta cũng có thể bật cái chế độ 5 lock này lên để các bạn có thể nhập liệu số. Thì đấy đều là những cái bình thường rồi, quen thuộc rồi, nên thôi bỏ qua nhá. Chốt lại với Asus ZenBook Flip S UX371 Max Option như mình đang có ở đây, hơn 40 củ, thì nó đẹp. Nó đẹp từ cái thiết kế, nó đẹp từ cái màn hình, nó mạnh về hiệu năng. Nó có rất nhiều thứ đồ chơi bên cạnh như là bút này, như là dangle tặng kèm này, như là bao da có sẵn xịn sò này, màn hình gập lại các bạn viết vẽ này, rồi thời lượng pin quá ngon, sạc xịn các thứ, những cái đấy thì không cần phải nhắc đến quá nhiều. Mình chỉ có thể nói một điều là cái màn hình này quá ấn tượng và nó quá khác biệt. Và nếu như bạn thực sự muốn trải nghiệm một cái người ta gọi là đỉnh cao trên laptop về cái khả năng hiển thị thì đây là một trong những sự lựa chọn mà mình nghĩ là các bạn có thể tham khảo đến. Nhưng rõ ràng cái mức giá sẽ là rào cản, vậy thì các bạn nghĩ sao về Asus ZenBook Flip S UX371? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía dưới nhé. Hey, ước gì con này là của mình, nhưng rất tiếc mình sắp phải trả rồi các bạn ạ. Video của mình xin được dừng lại tới đây. Xin được chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.